Là đơn vị chủ lực của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Sư đoàn Bộ binh 301 luôn đặt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu lên hàng đầu. Trong mùa huấn luyện chiến sĩ mới năm nay thì đơn vị đã chủ động chuẩn bị tốt công tác chuẩn bị thao trường huấn luyện, bảo đảm đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, chính quy, duy trì nghiêm túc chương trình, kế hoạch huấn luyện, chất lượng huấn luyện bảo đảm tốt. Sau 3 tháng huấn luyện, chiến sĩ mới của đơn vị đã tiến bộ trưởng thành nhiều mặt. Kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới của sư đoàn, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội yêu cầu đơn vị tiếp tục tổ chức tốt kế hoạch kiểm tra 3 tiếng nổ cho chiến sĩ mới, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối. Cán bộ các cấp nêu gương, bám sát bộ đội, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết định hướng tư tưởng, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.